đúng không ạ? Vận động viên của nước chủ nhà Felipe Almeida và Hoàng Xuân Vinh trong loạt đạn cuối cùng, Hoàng Xuân Vinh vẫn đang hơn 0,8 điểm. Tại sao Hoàng Xuân Vinh không bắn xuất sắc hơn ở phát đạn phía trước? 9,3 điểm không phải là số mà chúng ta chờ đợi đúng không ạ? Lý do mới là căng. Hoàng Xuân Vinh anh chỉ cần có, tôi nghĩ rằng 10,8. 10,8 tất nhiên là khó rồi. Hai người bắn cùng nhau ạ? Ừ. Không, nó quay cùng. Bắn cùng chứ, đều bắn cùng cái loạt anh ạ. Úi giời, 9,2. 10,2 của nó, 10,2, 9,2. Mình thua rồi. Hai điểm cuối cùng của Hoàng Xuân Vinh. Đây là điều đó vẫn thường nói đúng không ạ? Vâng. 10,2. Hơn 0,2 điểm. Hơn 1 điểm. Hơn 0,2 điểm. Hoàng Xuân Vinh thở dài. Thì phải bắn lên 18,9. Nào. Vận 10 chỉ Felipe Almeida 192 điểm, Hoàng Xuân Vinh 17,2. Và vẫn còn một viên đạn cuối cùng. Đây là viên đạn cuối cùng đúng không ạ? Và Hoàng Xuân Vinh đang kém đối thủ của mình 0,2 điểm. 0,2 thôi thưa quý vị. 191,8 và 192, đây là phát đạn cuối cùng. 10 thôi, 10,2 thôi. Có 2 phát đạn không thực sự được như ý muốn rồi. Và đừng để quá tan ba vận. Anh chỉ kém đối thủ 0,2 điểm. 0,2 điểm. Hoàng Xuân Vinh. Thì ăn rồi. 10,8. Hoàng Xuân Vinh. Người Brazil đúng không ạ? Và có lẽ là Felipe Almeida bắn không tồi một chút nào ở trong phát đạn cuối cùng. Hai phát đạn cuối cùng rất là hay. Kỷ lục mới của Thế vận hội 202,5 điểm. Thật là tuyệt vời. Khó để nói được điều gì vào lúc này. Hoàng Xuân Vinh sau rất nhiều thất bại, cuối cùng có được tấm huy chương vàng đầu tiên.